Chợ phiên Bắc Hà là một trong những chợ phiên có quy mô lớn và nổi tiếng bậc nhất Tây Bắc nước ta. Không chỉ là nơi để người dân có thể đến và trao đổi mua bán các loại mặt hàng nông sản, thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ, mà còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc thiểu số nơi đây như Tây, Nùng, Hơ Mông, Thái, vân vân. Bây giờ thì Hữu Du Hà mời tất cả mọi người cùng đi khám phá khu chợ độc đáo này với mình nha. Đầu tiên chắc có lẽ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về vị trí địa lý của phiên chợ này nha các bạn. Chợ phiên Bắc Hà nằm ở đây đây mọi người. Nó thuộc vùng cao Tây Bắc, cụ thể là nằm ở tỉnh Lào Cai của nước ta, rất là gần với Trung Quốc. Giờ thì bắt đầu khám phá với Hữu nha. Hello mọi người nha, lại là Hữu đây mọi người ơi. Hiện tại thì Hữu đang đứng ở phía trước của khu chợ văn hóa Bắc Hà đó các bạn. Thì khu chợ này là khu chợ phiên ha, hợp vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Và đây là cái khu chợ mà có sự kết hợp của các đồng bào dân tộc ở khu vực này nè, và cả người Kinh của chúng ta nữa. Mình thấy khu chợ quá lớn luôn các bạn, và có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể khám phá ở khu chợ này luôn. Ôi, rất là hấp dẫn luôn mọi người. Khu chợ của chúng ta gồm hai khu ha, một là khu bên ngoài và hai là khu bên trong. Bây giờ có lẽ là Hữu sẽ đi qua khu bên ngoài trước nha các bạn, rồi sau đó bước vào bên trong luôn. Rồi, đi luôn cho đóng nha các bạn ơi. Đây mọi người, đây là cái cổng chính thức của khu chợ văn hóa Bắc Hà ha. Rất là đông luôn các bạn ơi. Đây là vòng ngoài của khu chợ đây các bạn. Nói là chợ phiên vùng cao nhưng mà ta nói nhà cửa xôm tụ quá các bạn ơi. Toàn là nhà cao tầng không thôi, mà nhà này chủ yếu là của người Kinh thôi. Người đồng bào thì thường ở xa, rồi tới ngày họp chợ thì họ mới quần tụ lại đây để bán. Hiện tại thì họ đang bán trên con đường này và giữa những tòa nhà này đó các bạn. Đây mọi người, đây là hình ảnh quang cảnh đầu tiên của khu chợ vùng núi Tây Bắc ha, ở Bắc Hà các bạn. Cái này là cái gì đây mọi người? Ủa cái này là cái gì vậy cô? Quay. À, dùng để quay á các bạn. Quay. À, dạ. Phải có con dây nữa đúng không? Có dây nữa. À dạ. Cái đó để quay ha mọi người. Mình lấy con dây mình quay ở dưới đất á. Làm bằng cá rô phi. Ở khúc đầu tiên này á, chủ yếu là người Kinh mình kinh doanh nhiều hơn hay các bạn. Càng vô trong á thì người đồng bào càng nhiều luôn. Đây là một cái tiệm hàng mã nè, tiệm đồ cúng nữa các bạn. Trời ơi, trái cây ngập tràn hết trơn. Các bạn biết ở vùng cao mà cây trái đồ xung xuê lắm. Quá trời luôn mọi người ơi. Nhìn phát ham không? Mọi người, mình thấy bên tay trái của mình có khá đông người đồng bào đang tập trung ở đây nè, cho nên là mình sẽ qua bên tay trái trước ha. Người ta bán ngô các bạn, ngô khô ha, chắc này mua để làm giống quá. Bán đũa nữa nè, phải không? À đũa nè. Ủa không phải nhang các bạn ơi. Đây là nhang nha. À, bán cám nữa, bán gạo nữa người. Mọi người có một bao thôi. Chắc này là nếp. 30. 30 ngàn một ký nha. 30 ngàn một ký nha. Rồi, đi xuống lại khu vực chợ ven đường nè. Đó, chú ý. Chờ một chút xíu nha các bạn. Càng vô trong á thì càng hay á mọi người. Các bạn thấy không, các chị em người đồng bào á đi chợ nữa nè. Táo, cam, quýt, hồi mít nè. Mít bột hộp thì hấp dẫn quá. Mít bao nhiêu? Người ta mua đồ ăn sáng nè. Đông ghê không các bạn? Điệu con đi chợ luôn nè. Chú này ánh mắt dễ thơ. Rồi đó, bắt đầu vô khu chợ đông đúc rồi đó.
bán hạt giống cho người đồng bào nữa nè mọi người. Mà tiếng Trung Quốc không à. Móc cải nè, cải này là cái cải mà các bạn đang thấy á. Đây là một số cái nón cho các em bé hay đặt với các bạn. Đẹp quá. Ồ, sáng lấp lánh luôn nha. Trang phục nè. Mấy em bé mà người đồng bào các bạn mặc đồ này rất là đáng yêu luôn. Người chắc là người Hơ Mông á. Ôi, trái này giống trái thơm quá à mọi người. Chai vụ thuốc. Chai đó chai gì vậy bác? Chai đó chai gì vậy? À, còn đây. Người ta không biết nói được tiếng Kinh đâu mọi người. Rất là nhiều người không biết nói được tiếng Kinh luôn. Họ ăn sáng đây. Thơm quá à. Rồi tới khu dược liệu rồi. Nấm gì tầm lum hết mọi người ơi, thật sự là không biết luôn. Các bạn đông ghê chưa? Thì hồi nãy thì nóng muốn ở lạnh muốn chết. Hồi nãy thì lạnh muốn chết còn bây giờ nóng. Quả gì đây, có ai biết không cho tôi biết với coi. Chị ơi. Chắc là củ tam thất quá mọi người. Bởi vì củ nhung nhung gì đó. Bên đây nữa nè. Bánh nè mọi người, giống bánh bò không? Bánh gì ạ? Bánh này là bánh gì ạ? Bánh bò đấy à em á. À bánh bò ha. Ồ. Bò đây. Ớt khô nè các bạn, họ sỏ lụi á. Nhìn thấy ham không? Quá trời luôn. Rồi coi người đồng bào họ bán những gì nha. Đậu đây đậu gì vậy? Đậu đó đậu gì vậy? Họ không biết nói chuyện các bạn ơi. Họ không biết tiếng các bạn ơi. Đây là giá đỗ nè, giá đỗ của họ to ghê chưa. Nhìn giá đậu nằm. Các bạn thông cảm cho mình, do người đồng bào ở đây phần lớn chỉ nói được bập bẹ tiếng Kinh, cho nên đôi khi để nói ngắn gọn, dễ hiểu, mình nói bị thiếu chủ ngữ, vị ngữ, các bạn thông cảm nha. Người ta bán nhạc cụ đây. Ủa bà ơi, đây là nhạc cụ gì vậy hả? Múa xây tình. Múa xây tình hả? Bao nhiêu một cây lận? 100.000. 100.000. Đây các bạn nha. Ôi, có cái này là cái gì đây mọi người? Sao giống cục mỡ heo quá vậy? Cái này là cái gì vậy? Rồi bay rồi. Ủa bà, cái này là cái gì vậy bà? Cái này là cái gì vậy? Cái này là củ khoai nưa. Củ khoai nưa hả? Mình bánh à, bánh ha. Là mình ăn luôn hả hay là dầm nước đá? À. Ăn luôn hả? Ăn luôn đi. À. Rồi mọi người, bánh củ khoai nưa. À, sụp luôn. Bông cải ha. Trời ơi xanh. Ôi đẹp quá. Bên phải bên trái gì cũng có người bán hết. Thời gian họ bán ở giữa cái đường luôn á, cho nên là bây giờ kẹt cứng là hết đi được rồi. Củ nhân sâm. Ở đây có chú thích luôn nè. Hoa hồi mắt kén. Đó, hạt giỏi. Rồi, rất là nhiều luôn ha. Miếng dông. Đây là cái quầy đặc sản của người đồng bào ở đây các bạn, gọi là trâu gác bếp á, có bò gác bếp và heo gác bếp nữa.
cái gì, cái này là cái gì mà tắc kè quá các bạn ơi. Chiều qua mình có hỏi rồi. Thì em bé, cái bạn đó đang cầm hai cái hồi đô nè. Quá rồi, quá rồi. Một bánh trái vậy nè. Cái này là cái gì vậy chị? Phở hả? Về bỏ nước phở vô quầy ăn thôi hả? Nước sôi không chân. À, chứ không à, chứ không phải là ăn luôn hả? Vâng. À, cái này chỉ là cái sợi phở thôi ha các bạn. Đây có gia vị đầy đủ hết, xong về mình làm nước, nước sôi thôi mà mình bỏ cái gia vị này vô hả? Vâng. À. Có nghĩa là trong đây nó có một cái bịch gia vị luôn nè mọi người. Các người mọi người bỏ nấu nước sôi lên ha, bỏ cái bịch này vô á, rồi sau đó bỏ thịt vô, bỏ bún gọi là sợi phở vô và ăn thôi ha. Cảm ơn. Để mình ra đây không, mình xem họ bán cái gì. Đũa các bạn, đũa mà màu đỏ. Hơi sơ ngộ vậy. 30.000. Đũa đỏ 30.000. Ủa chị cho em hỏi là đũa này là nó màu đỏ hay là mình nhộm nó màu đỏ vậy ạ? À, màu cam, cái này màu cam. Dạ, mà mình nhộm hay là nó tự nhiên vậy? Mình nhộm à, lấy lá cây về nhộm. À. Lá cây nhộm xôi đây. À dạ dạ. Đó, các bạn họ lấy lá cây nhộm xôi nha để nhộm đũa nè, nó thành màu đỏ luôn. Trà sữa nữa. Đây là quầy ăn vặt đây. Ôi khoai nướng nữa. Đó, mình thấy họ bắn chó này nè mọi người. Đây. Có một em bé chó đáng yêu chưa. Ồ, còn đây là nguyên một bầy gà luôn, cả mẹ lẫn con. Ai muốn ăn sáng thì vô đây nha, rất là lớn luôn các bạn. Để mình xem coi họ bán những gì. Ôi. Cái đó là cái xoay với mọi người, 30.000 một cái. Em ơi cho anh đi qua cái em. Thêm một quán ăn nữa nè. Rồi quá trời. Khu chợ này mỗi lúc một đông hơn rồi đó các bạn. Người đồng bào á, họ bán nhiều rau củ quả quá các bạn. Rồi làm sao mà bán hết đây. Chắc là nó rẻ lắm mọi người. Măng ha, bí ngòi. Ê, tới đây á, hình như đây là cái bông đu đủ. Bông đu đủ đực. Con tầm nè các bạn thấy không, con tầm đúng không anh? Con tầm đúng không ạ? À không, à sâu tre, sâu tre. Cái con này làm được món gì anh, xào được đúng không? Con này mình rang ra để ăn anh. À dạ. Các bạn ơi, ở đây có con sâu tre nè, các bạn có thể rang và xào với rừng ha. Đó, nó bò lúc nhúc luôn mọi người. Rang ra cho nó vàng vàng. Dạ. Ăn ngon. Ờ, anh bán bao nhiêu, bán sao lận? Bán như thế nào? Nó đang ở trong tre, mình chỉ chặt tre ra để mình lấy ra thôi. Dạ, mà mình bán như thế nào anh? Ý là 100g bao nhiêu tiền hay là 1 kg? Cái cân của nó là 450. À, 450 ha. Vậy em ở đây em mua thử, thôi em đem đi du lịch á. Cảm ơn anh nha. Hoa hồng mọi người. Rất là nhiều thứ độc lạ luôn ha. Sâu tre. Cái tòa nhà kiến trúc cổ kính, mái màu cam cam đó chính là chợ Nhà Lồng đó mọi người. Sau khi chúng ta khám phá hết khu vực bên ngoài này thì chúng ta sẽ vào bên trong đó để khám phá luôn nha. Các bạn ơi, đi đến đây mình bị thu hút bởi một cái tiếng mà mình nghĩ đó là tiếng động của nhạc cụ ha các bạn. Hình như xuất phát từ đâu trong đây nè. Rồi, mình đã thấy một cái nhóm người đang
buông quanh với nhau ha. Có lẽ là họ sẽ tiến hành chơi nhạc cụ này. Đó, các bạn nghe chưa? Đây các bạn. Thầy chú này đang thổi luôn nè. Cùng cái má lời ha, nó là bán nhiêu không? Anh ơi, cho em hỏi là cây kèn là kèn gì anh? Cái này? Dạ. Kèn đám ma. Đám ma. Nó có tên là gì không ạ? Không. Hay là của người đồng bào nào, người dân tộc nào? Người Tây Mông. Tây Mông à? Này là người ta đang bán hay sao ạ? Dạ vâng. À, bao nhiêu một cây em biết không? Cái này hả? 13 đấy. Đó hả? Bao nhiêu ạ? À? Khoảng bao nhiêu ạ? À? Một cái là 1 triệu. À, 1 triệu một cây nha. Anh sẵn cho em hỏi câu cuối anh. Ủa, kèn đám ma rồi người ta mua về làm gì? Mua về là người ta chia lại đám ma. À, rồi. Vậy là chắc có lẽ là phục vụ cho những cái người mà chuyên về hành lễ mọi người chứ. Tự nhiên người bình thường mua làm gì đâu ha. Rồi. Tiếp nè. Ở ngoài chợ mọi người, người ta cắt tóc giữa chợ luôn nè. Đi chợ cắt tóc luôn. Thêm một cái quầy bán toàn là đặc sản của Tây Bắc không mọi người. Đủ thứ hết trơn á. Ôi thơm quá à, thơm với mùi muối tiêu vậy. Trâu gác bếp, lợn gác bếp, bò gác bếp. Còn lạp xưởng. Rồi, có cái khu vực mà chế biến luôn nè, để cho các bạn có thể xem ha. Cái quy trình họ làm mọi người. Đó, để trên bếp nè, gọi là gác bếp á. Sau đó nó chín và mình ăn thôi, ớt gia vị nữa. Ha ha. Wow. Tới khu vực của sen đá đây. Đúng là sen đá nó đa dạng thiệt các mọi người. Trăm hoa trăm loại luôn. Rồi chúng ta vừa mới ra khỏi khu vực trung tâm ha. Bây giờ tới cái khu vực mà bán quần bán áo nè. Ở đây có tóc nè. Bán trà sữa và bán các loại chè luôn. Mà nhìn thấy họ là vệ sinh thực sự các bạn. Rất là bắt mắt luôn nha. Chị ơi, cái này là cái gì vậy ạ? Cái này. Cái này, món này là sữa chua nếp cẩm. À. Cái này là chè bưởi. À, cái này là chè thập cẩm. Sữa chua nếp cẩm, chè bưởi với chè thập cẩm. Cái này là trà sữa. Còn đây là trà sữa nha. Đây là trà sữa nè, rồi sữa chua nếp cẩm nè, rồi chè bưởi, rồi chè thập cẩm nè. Quá trời nắng rồi. Khu vực này giống như là đồ hiện đại với mọi người. Cho nên là mình sẽ đi nhanh hơn một chút xíu ha. Ở phía trước của hữu lúc này á, chính là cái khu vực chợ động vật ở vùng cao đó mọi người. Có những con chó nè, rồi những con mèo nè, rồi gà vịt đồ này kia nữa. Và đặc biệt nhất là chó Bắc Hà ha, một giống chó rất là nổi tiếng ở khu vực này luôn. Không điếu, dễ cắt tóc. Còn khoảng chừng 300-400 mét nữa thôi. Cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Bé ơi, em xinh quá. Em là người đồng bào nào đó, dân tộc nào đó. À, người Mông đúng không? Mình đang mặc đồ truyền thống của dân tộc mình luôn đúng không? À, đây. Đây các bạn. À, cảm ơn em nha. Đây là váy của người đồng bào đây.
Ủa này là váy của người nào chị? Hơ Mông à? Hơ Mông. Người Mông ha, người Mông, người Mông. Đó. Ôi. À dạ. Ôi. Bác mặt đẹp quá. Đó là mọi người. À, nhìn như công chúa vậy á. Rồi như vậy chúng ta vừa kết thúc cái khu vực bên ngoài hay các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào khu vực chợ Nhà Lồng của khu chợ đậm đà bản sắc này nè. Chợ Bắc Hà ha. Ta bán nhang ở hai bên đường các bạn. Ôi, nhang thơm quá. Bán chổi nữa nè. Ôi, chổi này là bông gì vậy mọi người, giống bông lúa mạch quá vậy. Chị ơi, chổi này là chổi bông gì vậy chị? Chổi hoa gì vậy? Cái này là hoa gì vậy? À, cây lúa mì ha. Còn chổi truyền thống nè. Lúa mì mà người ta làm chổi luôn mọi người. Tới một cái khu vực bán đồ thủ công mỹ nghệ có liên quan đến những dân tộc ở đây. Rất là nhiều luôn mọi người. Và chợ rất là lớn luôn á. Cái gì cũng bán ở đây hết trơn á, từ đồ hiện đại cho đến đồ truyền thống của các đồng bào luôn. Cái rìu nè, cái rùi ha, gọi là cái gì? Cái gì để điệu lên lưng á. Cái này dễ thấy hơn nè, còn cái lưu này có phải điệu không các bạn, nặng gì sao mà điệu được. Còn cái này là điệu nè. Rồi chúng ta bước vào khu vực chợ ẩm thực rồi. Cái này mình biết nè. Rồi đố các bạn là gì? Thắng cố đó mọi người. Vậy cái này là thắng cố đúng không ạ? Cái này làm nghe nói là có bịa ngựa có không ạ? Không có đâu. À vậy hả? Không nghe người ta nói là có bịa ngựa nữa. Đây mà có bịa ngựa. À. Đây là gia vị của để lâu thăm cố màu nó thế thôi. À. Rất là thơm, em thấy mùi thơm không? Thơm quá. Có cái dài dài nữa không? Dài dài là một súng nữa. Các bạn biết không cái gì không? Rồi em cảm ơn chị ha. Bước vào bên trong rồi. Rồi người ta cũng rất là đông luôn các bạn ơi. Ơi sáng giờ đó, mình lo sắp bắt sang bang á, sợ cái chợ đóng cửa đó, mình chưa ăn gì luôn á. Vô trong đây đó bụng muốn chết, nó thơm á, thơm ngạt ngào luôn ha. Quá trời đông vui tấp nập luôn. Cho em đi. Bún phở thắng cố ngựa, xôi màu là những cái món ăn phổ biến ở đây. Đây thì một cái nồi thắng cố nữa nè. Lợn gà vịt heo gì rất nhiều lắm. Cho ông qua cái à. Nguyên một gia đình ngồi ăn luôn ha. Để mình ra mặt trước của khu chợ này quay cho nó cụ thể ha mọi người. Khu vực bán phở. Rồi chúng ta quay lại khu vực cổng chính của khu chợ đây nè. À, cái chợ Nhà Lồng đó các bạn thấy không? Bánh bao nóng nào. Đây là toàn cảnh về khu chợ Bắc Hà ha các bạn, cũng như là chợ Nhà Lồng.
Thôi, đi chi tiết nha. Bây giờ mình sẽ đi nhanh nhanh hơn các bạn. Tại hồi nãy á, ở ngoài á, mình cũng đã quay gần như là tất cả các mặt hàng có mặt ở đây rồi nè. Và mình chỉ dừng lại khi nào mà có cái gì đó đặc biệt nha. Rồi, đi tham quan chợ này luôn. Wow, trời ơi, củ cải trắng khổng lồ. Sợ nhờ, tiếp cái củ cải to vứt vãng. Trời ơi, to quá. Một củ cải 2 cân mốt. 2 cân mốt. 2 cân mốt luôn nè. Cải. Sợ nhờ. Ôi, trồng sao mà tốt dữ vậy. 2 cân mốt hả các bạn? Wow. Ở đây có một con sóc rừng nữa. Con sóc. Con sóc không các bạn? Hay là con gì? Nó đang muốn chạy thoát nhưng mà không được. Con sóc đó 300 nghìn một con ha. Mới nghe xong. Rồi nước ngoài nhóc luôn các bạn. Đây là củ cải đỏ nè. Ủa lộn, ừ, họ kêu bằng củ cải đỏ mọi người, nhưng mà ở trong màu trắng nha. À, cái nón của người đồng bào đây đẹp ghê chưa. Nón đẹp quá. Của người Mông hả chị? Thơm quá mọi người, thơm mà, mấy cái loại thuốc bắc á. À, các bạn ơi, chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ đi kiếm một ai đó để hỏi thêm thông tin về khu chợ đặc biệt Bắc Hà này thôi các bạn. Để cho các bạn nào mà muốn đi đến đây khám phá du lịch đó, thì cũng có thêm thông tin ha về khu chợ này ha. Mà chắc có lẽ là mình kiếm người Kinh ha mọi người. Tại vì người Kinh họ biết nói tiếng Việt càng hơn á. Ủa chị ơi, cho em hỏi một chút xíu thông tin với chị. Nghĩa là cái chợ này á, là nó chỉ có mở vào Chủ nhật thôi à? Nhưng mà mấy ngày thường là đóng cửa luôn hả? Ở đây là vắng tanh luôn hả? À dạ. Một tuần mới có một phiên thôi. À dạ. Ủa nếu như vậy rồi, nếu mà người ta trồng rau củ quả chị, mà nó nhiều quá. À mang ra ngoài đường ha. Còn buổi Chủ nhật thì đem vô đây tập trung vô đây bán. Ở đây mình có phải trả tiền mặt bằng được không? À, mỗi một tuần á, có. À dạ. Những cái hàng của chị này thì mất mười mấy nghìn một tuần. À có mười mấy nghìn thôi ha. À dạ vâng. À, mở từ. Dạ, từ thường thường bắt đầu từ lúc mấy giờ cho đến mấy giờ chị? 5 giờ sáng. À cho đến mấy giờ? 2 giờ chiều. 2 giờ chiều ha. À, ở đây á, chị biết là có bao nhiêu dân tộc không mà? Dạ. À, mà chủ yếu ở đây là có những người nào ạ? Mông. Mông Giao Tây Nùng Kinh ha. Chị là người Kinh đúng không? À, dạ. Quê ở đây luôn hả chị? À dạ. À, chị bán mấy cái này là đồ gia vị ha, thơm quá. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Quá trời luôn rồi. À, mình thấy có một cái sân khấu có một vài người đang nhảy trong đó nữa các bạn. Không biết phải là người đồng bào không ha. Đây là cái quầy thuốc nè, gia vị các kiểu luôn. Người ta đang đứng coi nè. Hồi sáng nhảy ở ngoài, bây giờ nhảy trong nhà ha. Họ nhảy nhưng mà họ mặc đồ Yeah.
quá trời nắng. Thôi bước vào bên trong và làm thử xem có những gì trong đó nha. Wow, không gian rộng cực kỳ luôn các bạn ơi, bao la bát ngát, đồ đạc khắp mọi nơi nha. Đây nè các bạn, để mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Như trong chợ này là cái khu vực mà bán quần áo á mọi người. Đúng rồi các bạn ơi, quần áo, túi xách, đồ, nói chung là hoa văn về người đồng bào ha, rất là lớn luôn. Mà khá là vắng khách các bạn, chủ yếu là người ta mua ở bên ngoài không à. Gần như là có một mình trong này luôn á. Hai bên mình á, toàn là đồ không là đồ luôn. Đó, các bạn nào lựa được bộ nào chưa, hậu mua luôn nha các bạn. Những thước phim này cũng đã khép lại tập phim khám phá chợ phiên Vùng Cao, chợ Bắc Hà rồi đó các bạn. Các bạn thấy khu chợ này như thế nào? Đừng quên để lại nhận xét cho Hữu và mọi người cùng biết luôn nha. Tập phim tiếp theo cũng chính tại khu vực này, chúng ta sẽ đi qua khu vực chợ bán động vật, trong đó có bán giống chó Bắc Hà, là một trong tứ đại quốc huyện của nước ta. Các bạn nhớ đón xem nha. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay là hay và hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share, đăng ký và nhấn chuông thông báo cho toàn kênh nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.